quả thật là chúng ta cần phải kỹ lưỡng ngay cả trong việc ăn uống lẫn luyện tập, và đặc biệt nữa đó chính là về mặt uống thuốc ạ. Vâng, và rất nhiều bệnh nhân đái tháo đường chia sẻ là khi mà bị bệnh thì phải uống thuốc quá nhiều, quá ngán và đôi khi còn dễ bị quên nữa. Thế thì mong là qua đây bác Phát có thể chia sẻ để quý vị khán giả, đặc biệt là những bệnh nhân đái tháo đường hiểu hơn và cũng như là chú ý hơn trong việc uống thuốc được không bác? Thì thực tế đó là bệnh nhân đái tháo đường đó thì chúng ta thường gặp ở bệnh nhân người trung niên hoặc là người cao tuổi, thì người ta không chỉ đơn thuần là mắc đái tháo đường đâu, người ta có thể kèm theo với tăng huyết áp này, mỡ máu này, bệnh tim mạch này. Và thỉnh thoảng trong cuộc sống đó thì nếu mà trong trường hợp người ta bị cảm hay bị đau nhức gì đó, người ta lại phải uống thêm thuốc, thì cái việc này vô tình làm cho cái việc điều trị bệnh nhân nó trở nên phức tạp. Một toa thuốc sẽ có rất là nhiều viên thuốc, viên uống sáng, viên uống trưa, viên uống chiều, thì bệnh nhân rất là khó mà tuân thủ ngay cái việc điều trị thuốc. Hoặc là lâu lâu có thể là người ta dùng loại thuốc này, người ta ngưng thuốc kia một vài ngày hay một vài tuần gì đó để tập trung điều trị một cái bệnh khác, và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức khỏe của những người đái tháo đường. Chính vì vậy thì cái xu hướng hiện tại đó thì những cái thuốc điều trị người ta có xu hướng là gọi là phối hợp nhiều cái hoạt chất trong cùng một cái viên thuốc, không phải trong lĩnh vực đái tháo đường đâu, trong lĩnh vực tim mạch người ta cũng cho những cái viên phối hợp có 2 đến 3 loại thuốc trong cùng một viên thuốc. Thì trong đái tháo đường đó thì những cái viên đái tháo đường người ta cũng là bào chế có 2 thành phần trong đó, chẳng hạn như là ở Việt Nam đó thì chúng ta có một số cái kết hợp thuốc, chẳng hạn như là có thể kết hợp metformin với lại cái nhóm thuốc sulfonin urea, hoặc là kết hợp metformin với lại thuốc ức chế DPP4, hoặc là kết hợp metformin với lại ức chế SGLT2. Ngoài ra thì gần đây có sự kết hợp giữa ức chế DPP4 và ức chế SGLT2. Thì khi sử dụng những viên thuốc này đó thì bệnh nhân sẽ giảm được cái số viên thuốc trong cái quá trình điều trị và có thể uống cùng vào một thời điểm trong ngày. Như vậy thì cái việc dùng thuốc nó sẽ dễ dàng hơn và tuân thủ tốt hơn, và cái hiệu quả điều trị cũng sẽ đạt được tối ưu hơn. Dạ, yeah. Và như vậy thì cũng sẽ bớt được số lượng viên thuốc cần phải dùng đúng không ạ?